Với sự trở lại của Đông Triều ở hàng phòng ngự, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trong tay đội hình mạnh nhất ở lần gặp lại Liên quân Bỉ Ghana. Lần này U19 Việt Nam đã đá hay hơn hẳn lần trước. Các em nhập cuộc rất nhanh và chủ động nắm giữ thế trận trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Hiệp 1 đã có ít nhất 4 cơ hội có thể ghi bàn thắng. Nhưng đáng tiếc là Thanh Tùng, sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, đã chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Sang Ngang cũng một lần từ chối bàn thắng của Văn Toàn. Bên ngoài sân, huấn luyện viên của đội Liên Quân đã mất đi sự bình tĩnh thường có vì học trò liên tục bị ép sân. Nhưng trong bóng đá, câu nói tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt hẳn sẽ phải trả giá, chưa bao giờ là sai. Nhất là với một hàng phòng ngự chưa từng được đánh giá cao ở sự chắc chắn. Đội bạn có cơ hội dứt điểm đầu tiên, và cơ hội đó lại xuất phát từ sai lầm cá nhân của trung vệ Văn Thiết. Liên Quân Bỉ Ghana không kiểm soát được nhiều bóng và cũng không tạo được nhiều cơ hội dứt điểm. Nhưng họ lại rất biết cách tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi để có thể có được bàn thắng mở tỷ số. Trong hiệp 2, chúng ta vẫn là người kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng trong một tình huống trọng tài cho rằng Văn Sơn phạm lỗi trong vòng cấm và đội Liên Quân được hưởng quả penalty, chính cầu thủ số 11 đã nâng tỷ số lên thành 2-0. Chơi tốt hơn nhưng lại bị thua trước, U19 Việt Nam vẫn không nản chí và nỗ lực đến những phút cuối để tìm bàn gỡ. Những nỗ lực đó đã được đền đáp ở phút thứ 85, Công Phượng một mình cầm bóng tự tin, dứt điểm vào góc hẹp để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Dù chưa đòi được món nợ ở trận thua trước, nhưng tinh thần thi đấu của U19 Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt. Tôi rất thất vọng với kết quả của trận đấu này. Các cầu thủ đã kiểm soát trận đấu tốt, nhưng đáng tiếc là họ lại không tận dụng được cơ hội một cách hiệu quả. Các cầu thủ đã không có được những cách xử lý tốt nhất ở những tình huống quyết định. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ không phải nhận thất bại này.